Hello, mình xin chào tất cả các bạn. Theo cái video hôm trước, mình có post lên để chia sẻ với các bạn về một cái website ở Đức mà chúng ta có thể đăng ký miễn phí kostenlos để học tiếng Đức. Theo mình cảm nhận thì đó là một cái website cực kỳ tốt và cực kỳ hiệu quả mà chúng ta không phải trả phí. Nhưng mà có lẽ do mình chưa có chia sẻ một cách chi tiết về cái việc đăng ký bắt đầu vào đâu như thế nào để chúng ta có thể nhận được cái mã pin, thì hôm nay mình sẽ làm cái clip này để chia sẻ với các bạn cận cảnh cái việc mà mình đăng ký để lấy cái ID cũng như là cái pin đó các bạn. Thì mình sẽ làm từ từ và mình hy vọng là các bạn có thể làm theo mình và có thể đăng ký được. Chúng mình cũng bắt đầu nhá. Trước tiên thì các bạn click vào Google cho mình ha. Click vào Google và các bạn gõ chữ Learn Portal. Ở đây mình có sẵn rồi nên nó sẽ tự hiển thị ra các bạn. Đó, Learn Portal ha, các bạn tích vào. Sau đó các bạn sẽ tích vào cái dòng đầu tiên Willkommen in Fachhochschule đó các bạn. Rồi, sau đó các bạn sẽ xem qua cái giao diện của nó sẽ như thế này. Và mình có thể click vào bất kỳ cái hình nào ở trong cái giao diện này ha. Thì mình sẽ click vào cái hình đầu tiên. Đó, mình sẽ click vào cái hình đầu tiên ha. Rồi, sau đó nó sẽ hiển thị ra các cái level đó các bạn. Lớp vỡ lòng này, ABC này, A1 này, rồi A2, rồi B1, B2 các bạn. Rồi cho tới C2 nữa. Bạn nào muốn học từ không biết gì thì các bạn có thể click vào ABC ha. Bây giờ mình sẽ click vào A1. Sau khi click vào thì cái giao diện của nó sẽ ra như thế này các bạn. Sẽ có cái chữ login này, password này ha. Thì các bạn đừng có vội click vào bất kỳ cái nào ở trong đây cả, mà các bạn tích vào cái dấu ba sọc này các bạn. Đó, thì các bạn tích vào My A1. Đó, rồi sau đó các bạn sẽ kéo xuống dưới và các bạn sẽ thấy cái chữ Kostenfrei Registrieren á. Với những bạn mà không ở Đức á, thì các bạn sẽ đăng ký bằng email address các bạn nhé. Còn các bạn mà sống ở Đức thì mình sẽ đăng ký bằng mobile number. Đó, rồi đây là những cái thông tin mà các bạn cần điền vào. Andre, the Frau hay là Herr đó các bạn. Rồi Forname, Nachname ha. Đó, bây giờ mình sẽ dùng cái điện thoại khác của mình để mình đăng ký luôn. À không, email của mình để mình đăng ký luôn. Đó, mình sẽ điền vào như thế này ha. Phương Nguyên. Rồi mình sẽ nhập cái email của mình vào. Đó. Mình sẽ nhập tiếp một lần nữa ở dưới. Các bạn cứ làm y chang như mình là chắc chắn sẽ được, không có vấn đề gì đâu. Bởi vì mình đã làm rồi và đã làm lại thêm một cái nữa thì nó đều được đó. Và ok, đó, email address. Rồi, cái bề Nutsename này là cái tên mà các bạn đăng nhập vào cái trang web để học các bạn nhé. Nên là sau khi mà các bạn gõ cái tên của các bạn vào thì nhớ chụp lại cái màn hình để lưu lại nha, không có lỡ quên ấy. Đó, mình sẽ để là Phương Nguyên DE ha, DE là Deutsch. Rồi, sau đó thì ở dưới nó sẽ có cái phần accept đó các bạn. Acceptieren. Đấy, nếu mà thông thường thì những cái trong web nào nó cũng yêu cầu bạn đồng ý những cái điều khoản á, thì các bạn cứ click vào hai cái này cho mình ha. Click vào, sau đó các bạn sẽ ấn ở dưới cái phần registrieren ha. Là hoàn thành rồi. Các bạn xem đây, đó, cái email gửi về là Registrierung erfolgreich. Đó, các bạn thấy không? Và mình cũng nhận được một cái email ở trên này các bạn. Đó là mail có chứa cái mật khẩu đó. Ở trong đây thì người ta thông báo rằng là các bạn đã đăng ký thành công. Đó, và bây giờ thì các bạn sẽ mở cái email của các bạn ra. Rồi sau đó các bạn sẽ thấy được cái mã pin đó các bạn, mà người ta gửi về cho mình đó. Ok, mình sẽ thấy được là Fachhochschule Learn Portal là các bạn AIS Deutsch Kurs. Đó, và nó sẽ có các thông tin như là chúc mừng này các bạn. Chúc mừng, chào mừng bạn đến với cái trang website của chúng tôi đấy. Và có thông tin email của bạn này và password kìa. Đó, và họ chúc chúng ta rằng là sẽ học vui vẻ trong cái quá trình học đó các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ lưu lại cái password này ha. Và các bạn sẽ quay trở về cái Google hồi nãy và đăng nhập nó lại. Các bạn có thể ghi ra một cái tờ giấy đó để mình gõ cho nó chuẩn xác ha. Bây giờ thì vào Google, rồi sau đó sẽ vào Zoom Login. Rồi sẽ nhập cái biên username và cái password mà người ta gửi cho mình các bạn nhé. Rồi, nhập xong thì chúng ta sẽ tích vào chữ Anmelden thôi, là chúng ta đăng ký vào thành công. Sau đó thì chúng ta tiếp tục nhập
một cái password mới mà chúng ta có thể dễ dàng nhớ và đăng nhập đó các bạn. Rồi mình sẽ đăng nhập hai lần. Đó thì ấn Speichern là lưu lại các bạn ha. Rồi, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu học được rồi. Ừ. Và cái người mà gia sư của chúng ta sẽ là Rosa đó các bạn. À, cái gia sư của mình sẽ là Rosa cho cái ID này. À, các bạn có thể tích vào Helen để các bạn học luôn. Thì ở đây nó sẽ có Meine Übungen hoặc là Meine Ergebnisse. Có nghĩa là khi các bạn làm sai hay là làm đúng thì người ta cũng sẽ kiểm tra và gửi mail về cho các bạn là các bạn đã làm đúng hay chưa ha. Wie heißen Sie? Ich heiße Rafael Ortega. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Nasrin Fani. Wie bitte? Ich bin Nasrin Fani. Các bạn, khi mà các bạn đã nghe được hết cái đoạn hội thoại á, thì các bạn có thể tắt đi và các bạn sẽ ấn vào Weiter. Weiter ở dưới mà sao nó cứ chạy lên trên vậy ta? Đó. Ui, mình bị thoát ra rồi. Các bạn đợi mình nhập lại ha. Mình sẽ nhập lại luôn để xem kiểm tra là tên của mình và password của mình nó đã khớp chưa ha, hay nó còn bị sai. Đó, mình sẽ nhập lại. Unmended. Đó, rồi ok, bây giờ chúng ta lại tiếp tục học. Thì ở đây nó sẽ có cái chữ A1 Deutsch ở dưới nè các bạn. Mình sẽ click vào chữ A1 Deutsch. Ôi, cái tay của mình sao nó cứ chạy lên chạy xuống thế này. Rồi các bạn cứ thế học ha, học từng bài một, và bài nào cảm thấy chưa nhớ nhiều thì có thể cứ học lại thôi. Đó, weiter lernen. Học xong bài một này thì chúng ta sẽ ấn tiếp tục weiter để học tiếp bài tiếp theo. Cứ thế các bạn học, và mình tin rằng là các bạn sau một thời gian siêng học thì các bạn sẽ khá hơn rất nhiều, bởi vì bản thân mình đã trải qua và mình đã cảm nhận một cách rất là rõ rệt. Đó, đây là cái phần mà các bạn có thể điền từ vào này. Sau khi nghe xong thì anh này tên là gì mình có thể chọn, cô này tên là gì mình có thể chọn. Sau khi chọn xong thì các bạn sẽ ấn vào kết quả Ergebnis. Đó, nếu các bạn làm đúng hết thì nó sẽ có cái dấu tích màu xanh xanh lá cây này các bạn. Nếu mà làm sai thì nó sẽ có dấu X đỏ. Rồi, tiếp tục thì chúng ta đã làm đúng, chúng ta sẽ học tiếp theo thì chúng ta sẽ sắp xếp những cái câu cú này lại cho nó khớp với nhau đó các bạn. Vấn đề cuối cùng mà mình muốn nói với các bạn đó là khi mà các bạn học xong cái A1 ở đây á, thì mình có thể tiếp tục học A2. Các bạn có thể tích vào cái chỗ chữ A2 ở trên đầu góc A góc trái á, rồi các bạn sẽ chọn cái lớp đó, các bạn học tiếp hay là học lùi. Đó, thì đây các bạn, mình sẽ show cho các bạn xem luôn. Mình sẽ click vào chữ A1 ở góc trái đó các bạn, và mình sẽ thấy cái giao diện như thế này. Và dưới cái phần cuối cùng người ta sẽ để cái chữ là Lernen Sie im A2 Deutsch Kurs weiter. Có nghĩa là bạn muốn học tiếp A2 phải không? Thì các bạn click vào thì các bạn sẽ học tiếp thôi. Những cái trường hợp đó nó xảy ra khi mà các bạn đã học qua A1 rồi đấy mà học cảm thấy nó hơi nhàm chán đó, thì mình có thể chuyển qua cái level tiếp theo. Như vậy cũng rất là tuyệt vời đúng không các bạn hả? Đấy, tất cả chỉ có như thế, và các bạn cứ click vào cái sọc ngang bên phải và cái chữ A2 ở bên trái, các bạn sẽ tìm ra được những cái bài học thú vị. Không hề khó đúng các bạn hả? Mình rất vui được chia sẻ với các bạn cái clip này một cách cụ thể như vậy, và mình tin rằng các bạn cũng có thể đăng ký được sau khi xem cái clip này của mình. Mình chúc các bạn học tiếng Đức tốt và cảm thấy thư giãn khi mà học những cái bài học ở trong đây. Mình đã học một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ mà không cảm thấy chán, bởi vì nó sai ở đâu mình thấy ở đó, và thậm chí là có người sửa. Nếu trường hợp mà bạn thấy một cái câu ngữ pháp mà các bạn không hiểu, các bạn nghĩ rằng đáp án A là đúng nhưng mà đáp án B nó mới đúng, thì các bạn có thể viết một cái email gửi cho gia sư của các bạn đó, thì người ta sẽ kiểm tra, sẽ đọc và người ta sẽ sửa sai cho bạn. Điều đấy các bạn có thấy tuyệt vời không? Rất tuyệt vời, kostenlos, và sẽ làm cho cái kỹ năng tiếng Đức của các bạn sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đó, mình rất vui được chia sẻ với các bạn cái clip này, và mình tin rằng các bạn là cố gắng, luôn cố gắng thì các bạn sẽ đạt được những cái điều mà các bạn mong muốn. Ok, mình xin được dừng clip ở đây. Mình xin cảm ơn và xin chào tất cả các bạn đã xem cái clip đến lúc này. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh của mình để có thể theo dõi những video tiếp theo nhé.
Mình luôn luôn muốn chia sẻ với các bạn những điều tuyệt vời ở đất nước này, những cái hay và cả những cái dở. Nếu các bạn có những cái thắc mắc hay là những cái gì muốn hiểu thêm thì các bạn có thể comment cho mình ở dưới. Và nếu những cái nào mà mình có thể biết, có thể trả lời được trong khả năng của mình thì mình sẽ sẵn sàng chia sẻ với tất cả các bạn. Mình xin chào và xin gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.